làm dưa nữa nè các bạn. Này là bông điên điển làm dưa. Ủa cái này bông điên điển mà cũng làm dưa được hả con? Bông điên điển với lại bông súng làm dưa nha các bạn. Đây là bữa sớm là chợ đây là đường vô làng và truyền thống của người Chăm nha các bạn. Mà khách đi du lịch An Giang, An Phú thì ghé đây tham quan và có dịch vụ đưa đò đi vòng vòng chơi nha các bạn. Đây là cũng như một cái khu du lịch nhỏ bán quà lưu niệm các bạn. Đây là có dệt truyền thống. Bánh ghe cô đi căng gì cô bán tép hả? Hết rồi về hơn hả? À, mới vô tôm bán mình ghe xuồng rồi. À, lên bờ lộ bán hả? Nhưng mà mình đi tới đây bằng xuồng thôi. Sao đi trễ rồi con? 9 giờ 8 mấy rồi. À, ở ngoài bè vô là giờ này cũng quen rồi. Đây có một chiếc ghe nữa nha các bạn. Cầu này chơi ơi. Thấy nó muốn mục rồi các bạn. Cô đi chợ về hả con? À đi bán đồ luôn hả? Đi bằng ghe hả? Con này bán cũng tép hay gì tôm. Ở bên kia sông qua đây
Cái này mình đi lưới về mình bán luôn hay sao con? Trong mùa nước nổi là thấy người ta làm cá nhiều lắm rồi. Đây là lưới. Tôm này mình lưới hay mình đóng đáy con? Lưới hay đóng đáy? Đặt lú, đặt vớn hả? Ở đây còn cái, sử dụng cái căng này ha. Ở đây còn sử dụng cái căng treo treo vậy. Đa số thấy là căng bằng đồng hồ. Đó, cái căng treo treo các bạn thấy không? Có cái quả tạ và cái bên là cái kéo ra kéo vô là. Cô ơi, đây gọi là làng Đa Phước phải không con? Đây là làng Đa Phước nha các bạn. Hộ người ta ở ven sông. Bạn thấy không? Ở nhà sàn ven sông rồi có cái cầu. Cầu gỗ bắt đi vô. Mỗi nhà có một chiếc ghe. Đây có cái cầu khỉ các bạn. Cầu khỉ đi vô. Này kêu bằng cái cầu tre lắc lẻo. Trải nghiệm đi cầu tre thôi đó nha các bạn. Chào các bạn nha, đi trải nghiệm đi cầu khỉ nha các bạn. Chắc đi tới đây thôi các bạn. Trải nghiệm một đoạn thôi. Xung quanh là cầu khỉ nha các bạn. Còn quẹo qua quẹo lại nữa các bạn ơi. Cầu khỉ mà cảnh nào cong cong quẹo quẹo nữa.
chung là miền Tây sông nước là khí hậu mát mẻ các bạn. Các bạn nào có đi du lịch Châu Đốc, An Giang thì ghé An Phú làng trà người Chăm Đa Phước này tham quan nha các bạn. Khung cảnh là nói chung là cũng rất là đẹp. Có những chiếc cây cầu dán, cầu tre để mình đi vòng vòng quanh cái làng người Chăm này. Cái ghe của người Chăm thì nó giống như cái ghe của người dân tộc Khmer các bạn. Nó dài dài mà cái thân nó giống như cái ghe mà của người Sóc Trăng đua ghe ngo. Đây cũng có cái nhà tường nữa nè các bạn. Đây là làng Đa Phước. Nhà mình đây là người ta đi vòng vòng vậy được hay không? Cái đường này người ta đi vòng vòng được. Cái làng này ngộn, này là làng Đa Phước hả con? Ở Sài Gòn chứ không quen hả? Xe Honda Đa. Đây có một mình nè. Ở đây lúc trước thấy có cái xuồng nó chở mình đi chơi mà nó không thấy. Để ngồi chờ coi có khách là đông đông mình đi ké. Ủa mình ở đây có buôn bán gì không con? Bán cái sập ở trong, bán đồ lưu niệm. Rồi nhà mình dài luôn tới đó hả? Nhà mình dài dữ vậy ta? Cái này mình gọi là thuê phải không? Giờ qua đâu? Nhà cũng đi vòng quá hả? Đi được hả? À, cái đường này nước khô đi được hả ba? À, cái đường này là nước khô là đi được hả các bạn? Như bây giờ là nước đang nước lũ. Xuống được nửa mét chưa? Chú đi tham quan 21, chú đi đông đông rồi chú muốn xuống đi. Nay đi Hồng Đa. Có một người đi nặng tiền quá. Đi đông đông thì người 50-60 thì mình không dám mình đi. Đó. Là mình đi có khi tôi đi xe 7 chỗ 15 chỗ nữa. Mà hôm nay tôi đi có mình đi Honda rồi có nhiều cái ghe du lịch vô rồi. Là nước cạn mình đi bộ đây ha chắc. Bộ vòng qua đây. Ra tới ngoài cái xuồng đó hả? Tới cái ghe đó không? Khi nước cạn là đi bộ cái đó. Tôi ở dưới Sài Gòn á là đi tham quan thử cái này. Cái này khách là chở tới chứ đâu phải chở về ha. Đây có một đoàn khách du lịch đang tới nha các bạn. Vậy là cái đoàn khách này bên Châu Đốc ta thuê ghe đi qua cái gì? Rồi chú hiểu. À, ta mấy người ở khách sạn đi qua. Đó là ta tham quan rồi ta đi ghe về. Giật khăn
khăn rằn nữa ha, nhiêu cái gì bán gì bên kia có bán có 40 à. Bên Châu, bên Châu Phú, biết Châu Phú không? Không thì nó bên kia đường nè hả, đây nè à, Châu Phong đúng rồi, xin lỗi. Cái Châu Phong cũng có cái làng dệt truyền thống của người Chăm nè à. Bữa chú ghé chú mua là 40, rồi cái túi gì đeo đeo là 80. Chú mới đi bữa hổm mà biết rồi, nhưng mà ý là cái loại hình mà của đồ lưu niệm á, bển ta dệt cho mình coi luôn. Dịch xà đông và dịch khăn rằn là hai cái máy dệt khác nhau đúng không? Chú có đi tham quan đó rồi. Đây là hai đoàn ghe của bên Châu Đốc qua nha các bạn. Thì những người khách du lịch này là đa số là người châu Âu, mình hay gọi là khách Tây các bạn. Khách Tây thì người ta thích các loại hình này hơn. Đó là đi những cái vùng sông nước, vùng sâu, vùng xa các thứ. Người ta thích hơn cái người dân miền Nam Việt Nam mình. Thì ở đây là những cái người này là ở bên khách sạn bên Châu Đốc đó. Là cái tour nó có cái tour nó chở mình qua. Du lịch nó chở qua đây rồi tham quan dệt thổ cẩm, rồi thánh đường Hồi giáo, rồi tham quan chợ nổi, đó là nó cái tour du lịch nó như vậy nha các bạn. Đây là đa số là khách Tây. Hello. Mời khách vô nhà uống nước trước đi, đi đâu đi. Hello.